Cuộc phiêu lưu bất ngờ, làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết, là anh xiến tóc cho tôi một bài học mới. Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình, lòng đoan với lòng rằng từ đây phải biết phân biệt hành vi lố linh với những việc làm có suy nghĩ. Như thế, tôi bắt đầu sống bình tĩnh. Nhưng những ngày phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâu. Bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ. Rồi tình cờ tôi phải trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách cái ống bơm nước. Thấy bóng người, tôi vội lần xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu và ríu rít những tiếng nói, tiếng gọi. À, này, cái gì? Chỗ này đứt rồi, đất đùn mới tinh. Đúng, gớm chưa, bao nhiêu đất mới đùn. Lại vết chân cu cậu mới ra vào còn nhẵn thiên thín. Bé ơi, đưa dao đây để tớ khoét lỗ. Đằng ấy đi xách nước đi, nhanh lên. Lập tức, tôi nghe tiếng thọc dao truyền cả đất và thấy đất rơi lả tả từng tảng xuống ngay đầu. Biết có biến lớn, tôi vội nhảy lên nấc cao trên ngách thượng. Đứng đấy một chốc thì có nước ọc tới, bọn trẻ đổ nước định lột tôi ra. Nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi, lại rút xuống. Bởi vì khi bình thời, tôi đã cố ý đào cái ngách thượng rất cao và đào ra nhiều đường ngang. Bây giờ nước vào nhưng không có chỗ đọng được trong hang mà nước theo cách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ rành lắm, chúng không chịu bỏ. Chúng huỳnh huỵch chạy quanh, xem xét dấu vết các mặt chúng đoán đích trong tổ này có dế. Nhất cái cậu tên là Nhớn, mấy lần bé đột nước, không thấy dế bỏ ra, đã toàn đi nhưng Nhớn cứ khăng khăng. Tớ cam đoan thế nào cũng phải có, mà lại dế to hạng nhất cơ. Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả sâu chọc nước nó cũng vẫn đứng được. Phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà nho ra. Bây giờ mình phải tìm lấp hết các ngách xung quanh cho nước đọng lại trong hang. Cô cậu tắc thở, thế nào cũng thuồn ra thôi. Nói thế là làm y như vậy, nghe rợn gáy. Lập tức tôi thấy hang tối sầm, những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả, chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải sộc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bây giờ nước lùa vào đến đâu đọng đến đấy và cứ dâng dần dần. Trước đến lưng, sau lùm cả đầu, chỉ còn hai cái râu thò lên đục đậy, rồi râu cũng ngập nốt. Nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước có ngập cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm vào đất. Đất này là đất cát và tôi nhịn thở được. Song dù nhờ đất thấm nước khỏe thế cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên chẳng mấy chốc đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, phen này phải bò ra mất. Ôi thôi, nếu bò ra bây giờ đời tôi còn gì. Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà chọi, con họa mi, con sáo mọt ngà của chúng sơi ngon. Bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan liền chôn chân ở đây rồi cũng đến chết ngạt, chết đuối mất. Rồi tôi không định ra hẳn, nhưng mỗi lần nước ọc vào tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mày. Làm như vậy tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước, như thế như là tôi lại hít được một chút không khí, có dễ chịu hơn. Từ đấy hễ bọn trẻ đột nước vào, tôi lại khơi nhoi ra một tí mà không cảm thấy mình được nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao, tôi không biết rằng cứ như thế có được thở dễ, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhấc ra. Thế rồi một lần nước vừa nhấc xuống dưới khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hang bọn trẻ trông vào thấy cái đầu tôi. Đây rồi, đầu to gọc, bóng quá. Tôi vội rụt ngay vào, xong đã muộn. Họ trông thấy tôi rồi, đã trông thấy tức, họ phải bắt kịp được. Quả nhiên, nước càng dội vào, tiếng hò hét càng tợn. Có lúc, tiếng chân tay vỗ, dậm dọa rung chuyển cả đất bốn bên. Tôi run người lên, tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước. Rồi trong bụng không định mà chân lại cứ nhấc dần ra. Bỗng nghe một tiếng soạt ngay sau lưng như tiếng sét. Quay lại, một thanh nứa, lại cả mũi dao nữa đã thục xuống chắn ngang đường vào cuối hang. Thì ra hai đứa trẻ khôn ngoan trông vào mặt nước động biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ. Họ xin sao xin nứa xuống chặn lối sau lưng tôi, nếu chúng thì đứt đôi người.
Nhưng tôi chưa kịp giật mình đã có cảm tưởng cái thanh nứa chẹn lưng đương bẩy tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thòm thòm, giả cách làm chống ngủ liên xọa nạt, thúc giục váng cả bãi. Bị hất mạnh, bí quá, tôi liền nhảy ra. Anh em ơi, dế cụ, ha ha, bắt được dế cụ, to bằng 4 thằng vé sầu, dế cụ Ma Lĩ. Nhân tóm được tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay, nó kêu thét. Tôi bồi cho cái đạp hậu, nó buông rời tôi ra. Được dịp, tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ, nhưng cả hai đứa trẻ, đứa cầm giỏ, đứa cầm ống bơ, đuổi theo úp tôi. Chỉ loáng mắt, tôi đã nằm chọc vó giữa giỏ. Tôi cố cắn cái nan giỏ mỏng rớt, nhưng chưa nhay được mắt nào thì họ đã đem buộc túng cái đít giỏ lại, khiến tôi không chút nhích, cựa quậy được nữa. Họ xếp ống bơ, xách nước và các đồ chơi lại, ra đầm rửa chân rửa tay và xách tôi theo. Họ vui vẻ ra về, chân bước theo nhịp tay múa, miệng hát ý o, vẻ khoái tỉ lắm. Nằm tròn trong đít giỏ, tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở, cỏ non xanh dần, nước bạc mênh mang, nắng vàng dài trên lá cây, và một màu tươi lạ lùng, lòng tôi đau như cắt, hai hạt nước mắt tuôn rơi, dần dần mỗi bước một xa, ngoài đầu lại không trông thấy nữa, thế là quất hẳn, phen này tôi tất chết. Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt ngoéo bên thành tre rậm rạp, tới một lối đi nhỏ men đến một cái cầu tán. Nhấn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc đúc xế, còn bé thì đang sò xuống. Biết số phận mình sắp được định đoạt, tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân, sắp làm mồi cho gà, cho chim chăng. Nhưng quanh đây tôi không nghe tiếng móng chim hỏa mi cạo vào nan lồng, cũng không thấy con gà chọi đỏ mặt tía tai nào. Tôi hơi yên yên. Nhấn ở trong nhà ra, bé nói: đem thằng dế này quàng ra ao cho sư vịt bầu của chúng mình sực một bữa, nhớ nạ. Tôi giật người đánh thót một cái, nhưng Nhớn xua tay bảo: không, đúc được thằng dế cụ này hiếm lắm. Dế này dế cụ, gan liền tướng quân đây. Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế, nó khoe dế nó khỏe nhất. Cho đánh nhau, đánh thằng dế nào cũng phải thua. Tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hai cái càng. Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng, đem sang nhà Thịnh cho đánh nhau với thằng dế bên ấy, để xem á, thắng bại như hà. Ấy 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 ấy, tùng xòe, tùng xòe. Bé vỗ tay, phải lắm. Ấy thế là tôi không chết, điều may mắn không lường trước ra được. Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre vốn để đựng châu chấu, có cửa gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên, chờ sự thay đổi nào đó mà tôi lại không thể tưởng tượng ra trước được. Tôi chỉ biết, thế là tôi sắp phải đi đánh nhau. Tôi lại cứ muốn múa chân lên, quên cả cái thân tù, đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do. Tâm tính ngông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước. Buổi trưa, quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu dế nhà bên cạnh. Nhấn đứng ngoài cỏ gọi: Thịnh ơi Thịnh! Thịnh từ trong nhà chạy ra: gì thế? Dế cụ tao đây, có giỏi đem dế mày ra chọi nào? Thịnh cười khanh khách, vẻ coi thường, quay vào xách lồng dế ra. Cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa bóng những cây nhãn lùn. Chúng nằm sấp xuống cỏ, lúc nào thích thì cong chân lên đạp không khí. Chúng giáp hai cánh cửa lồng dế lập một cho thật chắc, như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu chạy, rồi mới rút then ra, để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chàng dế nọ nhảy tót sang lồng tôi. Ai chà, vẻ ta đây. Hắn bé hơn tôi một chút, nhưng hắn ngạo mạn và sức sực làm sao. Bé loắt choắt thế mà đã bắt trước đâu được một bộ mặt hờm hợm, khinh khinh từ cái sáng đi khụng khiệng, vẻ coi thiên hạ như rác. Thoáng thấy đã lộn tiết, vừa ngó tôi, hắn vuốt rung hai sợi râu, nói: chú mày đờ mà xa thế kia thì liệu có mấy hơi sức chịu nổi nửa cái đá song phi của ta không? Rõ chối tai, tôi đã cáu lắm, nhưng lạ, sau lúc ấy tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được, có lẽ vì lòng quá kinh bỉ. Này anh kia, làm chi mà ầm lên, đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước. Hắn nhe răng ra khầm hè: mặc kệ, có sỏ thì ra đây chơi nhau, chứ đứng nói xó đấy à. Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, tôi nghe tiếng được, biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn chạy phát đến.
Chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng cười reo, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, tôi đã rõ anh dế liếu láo kia chọi với tôi không được mấy nả sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một cái đạp càng, hắn ngã bổ ngửa ra. Tôi bồi thêm chiếc đá nữa, hắn ộc máu mồm đen xì, gãy một càng lăn quay. Tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tai hắn, lạnh lùng bảo: cho mày bài học thuộc lòng về sự hống hách nhé, từ giờ chưa đi con ạ. Hắn chỉ còn biết có việc run rẩy chắc chân lại rối rít. Nhưng nếu từ đấy chàng xế kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh thì tôi lại ăn phải đũa của hắn. Bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi, thế mới kỳ quặc cho tôi. Làm sao mà tôi đâm đốn kiếp như vậy? Thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc hiểu của tính tự kiêu và tự đại. Tôi chỉ biết thế là những cái hung hăng, gàn bướng và lên mặt hão huyền ở đầu óc tôi chưa cột được sạch hẳn. Khi tôi đã ngã thằng xế kia rồi, mắng nó rồi thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng: ô mình giỏi đấy, ô mình giỏi thật. Chỉ gầy khẽ một cái mà thằng cha đã lăn chiêng. Và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà tiếng tăm tôi vang dội, ít nhất là trong cái xóm này. Tôi phộc mũi. Lũ trẻ trong xóm thì nhau đi đúc xế, đào xế, săn xế đem về cho chọi với tôi. Tôi đã trở nên tay võ giỏi khét tiếng. Phải, dế nào tôi cũng chỉ phóng vài cái đạp hậu, cậu ta đã chạy bán xác. Hồi ấy, tôi đương giữa tuổi thanh xuân, sức lực cường tráng, nhất là thêm cái tính kiêu, tính khợm, chẳng coi ai ra gì nên cứ càng làm bộ. Vì tôi thắng tợn nên hai cậu chủ bé nhỏ của tôi yêu quý tôi lắm. Mỗi bận đá ngã kẻ địch, tôi lại được các cậu ấy tẩm bổ bao nhiêu là cỏ ấu rất non. Đêm đến, tôi được các cậu cho lên đứng uống sương trên sàn mồng tơi, gọi là lên chơi sương trên sàn mồng tơi, nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng. Tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi, mà tôi không cắn. Tôi uống từng giọt sương lóng lánh trên lá mồng tơi, rồi ung dung ca hát trong cảnh trói buộc như thế. Tệ quá nữa, muốn làm đẹp lòng hai cậu bé, tôi chỉ quanh quanh cả ngày cạnh cái hộp xiêm buộc ngủ của tôi, không nghĩ đi đâu xa một bước. Thỉnh thoảng cao hứng, tôi đạp hai càng, cất tiếng gáy, di di. Ôi, tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi. Mấy lá cọt non và thói ngông đã khiến tôi đâm ra ngu tối đến thế. Nhưng một ngày kia, tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt tôi. Tôi vẫn đi đánh nhau thuê, mua vui, tôi vẫn được đem đi chọi nhau như thế. Đối thủ của tôi lần này là một anh chàng có bộ cánh chưa kín lưng. Người mới dài bằng nửa tôi, vừa bị đẩy vào đứng đối diện, anh ta đã nháo nhác kêu chu chéo: em lạy bác, em lạy bác tha cho em, bác là người lớn, bác đã có răng có càng to rồi, còn em vừa ra đời có mấy hôm qua được mẹ em dắt cho đi ở riêng thôi mà. Tôi thản nhiên, tôi xông vào chiến ngay thằng bé. Nó khóc khu khu rồi chạy quanh lòng. Mấy đứa trẻ xem chọi dế cười ha hả, tôi càng nổi hăng. Có một anh xiến tóc bay xè xè trên trời rồi đậu xuống cành nhãn gần đấy. Nhìn đám dế chọi nhau, anh xiến tóc vểnh hai cái sừng dài như hai chiếc lưng cong cong có khất từng đốt, chõ xuống mắng tôi: dế mèn nghếch ngác kia, mày to đầu thế mà mày nỡ đánh thằng bé bằng gần ấy à? Không được quen thói bắt nạt. Tôi ngoài nhịt lên, anh xiến tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình trong bộ giáp đồng hun rất cứng, bộ hung tợn dữ dội lắm. Nhưng tôi cóc sợ, coi bộ chẳng làm gì nổi tôi tốt, bởi tôi biết anh ta cũng hãi lũ trẻ, chỉ đứng trên cây không dám xuống. Tôi khích mũi ra một câu, ngứa mồm. Rồi tôi lại đuổi đánh thằng bé như thường. Tôi ngổ gáo vụt lên trước, hết càng chặn, thảm hại. Mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đơ và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi cũng chẳng biết thế nào là thương xót. Tai tôi chỉ nghe có tiếng hoan hô râm ran của bọn trẻ. Thấy không những không ngăn nổi tôi mà tôi còn đánh gần chết chú dế nhỏ. Chiến tóc nghiến răng ken két, chõ cả hai cái sừng dài xuống quát: à được, mày giờ khôn. Bảo lời phải không nghe rồi sẽ biết tay. Tôi còn chiêu tức, ngước sang lên: có giỏi thì xuống đây chơi nhau. Rồi tôi ung dung nhắm nhánh cỏ của lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thường cho tôi. Làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt, Xiến tóc tức sung sừng, sung răng, nhưng không biết làm thế nào vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ. Cuối cùng Xiến tóc cất cánh vụ đi. Tôi chẳng thèm để ý. Ừ, anh chàng khỏe thì có khỏe đấy, nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi. Đêm hôm ấy, theo thường lệ, bọn trẻ đem tôi ra ngoài sàn mồng tơi để tôi uống sương tẩm bổ và tờ khít khí trời trong lành.
Trên cao, mặt trăng sáng vàng vạc, làn gió đưa đầy những chiếc lá che dài và nhọn đẫm xương óng ánh thành một nét sắc trong bóng trăng. Tôi duỗi thẳng cả chân, cả cánh, vừa ôm một bài võ vừa hát, ngẩng đầu nhìn vòng trời trăng sáng, và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy có tự đắc tự mãn lắm đấy. Đường ung dung thấy, lắng nghe tiếng cái máy gì xè xè đâu dần dần tới bên cạnh. Rồi anh xiên tóc oai linh ban chiều vụt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi. Tôi rú lên một tiếng kinh khủng. Tôi cứng cả khoeo, không nhích chạy được. Tôi không ngờ phe này chết thật chứ không chơi. Sang nó như sắc thế kia, cái vuốt chân như sao thế kia. Một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này, tất chết. Tuy tôi cố mím môi, mà cánh, mà chân, mà càng tôi vẫn nảy lên bần bật. Xiên tóc nghé nghiêng, hai cái sừng cười nhạt chế nhạo. Gió đồ khen, sao lúc chiều không hát thế? Rồi xiên tóc lục tội. Này ta hỏi, mày đáng khép tội gì? Lại anh? Có lẽ lúc bấy giờ tôi cuống quýt những điệu bộ đáng xấu hổ và nực cười đã khiến xiên tóc khinh bỉ đến nỗi không thèm giết tôi cho bật gươm. Bởi vậy, tôi chỉ thấy xiên tóc cúi hai cái sừng sát mặt tôi, kịch mũi tôi lên và bảo rằng: À, bây giờ thì co vợ lại rồi phải không? Còn gì xấu hổ bằng cậy sức mà đi bắt nạt. Khôn ngoan đá đáp người quài, mày có giỏi thì ta tha cho lần này, nhưng ta hãy mượn tạm đi của mày hai cái sâu. Để từ đây mỗi khi mày định làm việc gì bậy bạ, hãy sờ lên chiếc sâu cụt, lúc ấy nhớ lại lời ông xiên tóc nhé. Đó rồi xiên tóc đưa răng lên cắn cụt luôn hai sợi râu mượt óng trên đầu tôi. Đau điếng mà tôi đành ngậm tăm, không dám hé răng. Đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu. Chịu kỹ thì học được, học giỏi, bằng không thì khốn khổ như thế này đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn chọc lông lốc, bởi mất hai sợi râu từ cái tích tôi được thêm bài học mới vừa đắt vừa đau đêm ấy. Nhưng cũng vì thế mà tôi tỉnh ngộ. Trời ơi, thế ra từ khi bị hai đứa trẻ bắt vào vòng u tối, tôi đi đánh nhau làm trò cười cho thiên hạ. Tôi chỉ làm ác mà tôi không biết, mà những kẻ bị tôi đánh cũng là họ hàng xa gần nhà dế cả. Tôi thở dài, thầm nghĩ. Hôm trước ta đã vướng điều lầm lỗi, bây giờ lại mắc lỗi nữa. Ôi ta hèn quá, cũng may bác xiên tóc không giết ngoém ngay ta đi, mới biết đời này hồ dễ ai bắt nạt nổi ai. Ta đánh kẻ yếu hơn ta thì kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta. Thôi thôi, giấc mơ kia đã tỉnh ra rồi. Nghĩ được thế, lòng tôi mới tạm yên. Nhưng nói cho hết nhẽ, nếu bây giờ tôi muốn bỏ tiếng hung hăng sảng bậy đi, thì tôi phải nhất quyết rời hai đứa bé này ra. Bởi mục đích của họ nuôi tôi là để bắt tôi làm trò choạc nhau, cho họ cười. Văng vẳng bên tai tôi hai tiếng thoát ly. Tôi bồi hồi muốn đi ngay lúc ấy. Nằm trong lòng, tôi trông thấy cửa lòng chưa cài, thế là tôi bỏ ra luôn. Nhưng cũng ngay lúc ấy, bé và Nhớn ở đâu chạy tới, kêu lên "A!" Rồi bé nắm gáy tôi, ném vào lòng. Không bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã hơn. Từ lúc ấy, tôi bị canh giữ khác hẳn mọi khi. Buổi tối vẫn được lên sàn bồng tơi, nhưng phải nằm trong lòng, không ai cho nghiêng ngáo ngoài trời như mọi khi, dù là nghiêng ngáo với sợi chỉ buộc vào bẹn. Tôi càng thấm thía nung nấu ý nghĩ trốn đi. Tôi chờ một dịp khác. Trong những ngày chờ đợi, buồn ơi là buồn, tôi buồn lắm, buồn tưởng chết được. Phần thì ăn năn tội lỗi, phần thì ngao ngán đời mình. Cuộc đời đã nửa thời xuân mà chưa làm nổi điều gì có ích. Chỉ những ngày lập mai lỗi, tôi ủ rũ, chẳng buồn ăn, chẳng buồn đi, đứng cũng không buồn đứng, suốt ngày nằm phục vị thở dài. Thế tôi đâm ra lù đù thế, bọn trẻ chỉ biết ra công săn sóc. Nhưng họ càng săn sóc thì lòng tôi càng chán ngắt, càng cảm thấy họ nuôi béo thân mình để làm chuyện mua vui. Tôi ăn đoảnh đoảng, nhấm nháp, dần dần bọn trẻ cũng chán tôi. Trò trẻ chơi, cái gì cũng thường hay chóng chán, vì không hiểu được cái ốm và đầu óc nghĩ ngợi của tôi bấy giờ. Chúng cho tôi là mắc bệnh gì đấy, có lẽ bị đau dạ dày. Rồi cứ bỏ vào lòng toàn thứ cỏ thượng hạng mà chỉ thấy tôi đùng đỉnh nhức răng, thì sự săn sóc cũng nhạt dần. Họ lại xách ống, dao và que nữa, hì hục đi đúc dế, mãi tìm cuộc chơi khác. Thế rồi cứ ốm nghĩ mãi, tôi đâm ra ốm thật. Tôi cảm thấy khắc khư, rồi tôi ngạt mũi, nhức đầu luôn. Mấy lần bị mang đi đánh nhau, tôi chỉ đứng yên, anh dế bên lồng kia sang cũng không dám đánh tôi, thế là nhạt trò, nghĩa là tôi không còn hoạt bát, khỏe khoắn như trước nữa.
mấy ngày không nhớ ca hát, buổi sáng buổi chiều không gáy chào biệt mình và hoàng hôn. Một hôm, Nhớn thấy tôi nằm lừ đừ, bên bảo bé: "Không phải nó đau dạ dày đâu, thằng dế này đánh nhau nhiều quá, đến nỗi kiệt sức nên bây giờ mắc bệnh ho lao. Chúng mình chả đi đuôi một thằng dế ốm, thả nó đi, bé ạ." Bé gàn: "Thế thì phải đem ra ao cho vịt bầu ăn." Tôi lạnh đến tận hai chân rằng: "Không, thế cũng phí. Ta sẽ đem nó làm cúp đá bóng. Cúp đá bóng là một dế cụ, thế mà oai." Rồi hai đứa kéo nhau đi rủ tất cả trẻ trong xóm họp bọn lại đá bóng thi ăn giải thưởng. Cái cúp ấy đúng là dế tôi vậy. Thân tôi lại thành cái giải thưởng, nghĩ cực quá. Không đầy một lúc đã có một lũ đến 10, 15 đứa kéo đến. Chúng rủ nhau ra ngoài bãi, đem theo tôi ra. Đám trẻ chia làm hai phe. Một đứa đã nhặt được ở vườn nào về một quả bưởi để làm bóng. Tôi được đặt trịnh trọng đứng trong cái nắp vỏ diêm mới trên một hòn gạch. Nhấn giao hẹn các bạn: "Bên nào được 3 gôn thì ăn thưởng lão dế này. À lê, toe toe toe." Tôi đứng thẳng, lấy vẻ mặt tươi tỉnh, vui như cũng đương xem đá bóng. Không ai kỳ cờ gì cả. Cũng thật là trẻ con thì mới hay sơ ý như thế đấy. Cơ hội thoát ly có thể sắp đến rồi. Đôi bên tranh nhau đá quả bóng bưởi mỗi lúc một kịch liệt hơn. Đám này đá bóng cũng xoàng. Tôi nhận xét thế, có cậu cứ dẫm vào bóng ngã bổ chừng, có cậu biếu vào chệt nhau xách toạc cả áo, ấy vậy mà vẫn mải mê hò hét vang cốc bãi. Nhưng tôi cũng vội nhận ra tôi đứng đây không phải để xem đá bóng. Thế là trong khi bọn trẻ đang xô đẩy kịch liệt trên bãi thì tôi len lén rời nắp bao diêm, bò khỏi bệ gạch vỡ. Tôi lèn ra đầu vườn, chui vào đám cỏ rậm, rồi chuôn thẳng đến tận bụi dứa dại đằng xa. Sổ lâu một cái, khỏi ốm ngay, nhanh thế. Chẳng biết lúc tan cuộc bóng, thì mất cái giải thưởng quý hóa, bọn trẻ có cáu kịch mà cãi nhau không?